breakfast đi. Chưa có gì quay đi. À, ừ. Chia. Breakfast đi, hay là how are you? Hola, hola. Yeah, we need a coffee. Đó. Ba coffee, sẵn bàn cho mình nha. Thank you. Yeah, need a bit of milk. Yeah, thank you. Hay là uống không? No. So, do you have a tea? Đó, bây giờ đi ra, hay là đi lấy đồ ăn đi. Lấy đồ ăn sáng đi để bà mẹ coi xem đồ ăn sáng ở đây ngon cỡ nào. Ô Bình phải mang đi đi ạ. Được. Mang đi ạ. I'll show you. Yeah. Mời mọi người ăn sáng nha. Đây là mình có những cái máy để lấy nước uống nè. Cái này lấy thì cũng coffee à. Thì chocolate. Chuẩn không cần chế. Rồi đây là bánh. Đây là bánh. Nhiều bánh chưa? Bánh để ăn sáng. Ui, bánh con sò, bánh con ốc gì đó. Đó, bánh. Chocolate làm đi, chocolate. Hot chocolate nó không ngọt mấy, ngon lắm luôn á. Ui, bánh đấy. Người ta có dao ở đây. Người ta có dao ở đây để cho mình tự cắt nha các bác. Có thể tự cắt. Hai. So we can cut my knife here. Can... Ok, thank you. Đó là dao của mình. Tự cắt. Yeah, I can only one piece. Small one, please. Đây là cô phục vụ. Hai. Yeah, cắt bánh cho mình. Thank you. There's so many, this is good too. Yeah, just a little bit. One more piece, please. Yeah, little bit. Okay. Thank you. And I did it later. Thank you so much. Yeah. Còn nhiều đồ ăn nữa. Nhiều lắm luôn. Chỉ là bánh thôi. Đồ ăn sáng của họ. Đây là ở khách sạn Cider Dental nha. Họ ăn theo kiểu đồ mễ, trứng, bắp. Đậu đen. Khoai tây, rồi trứng cà chua, rồi khoai tây nướng, đây là ớt xanh với cả bắp. Đây các món ăn, trái cây nghiền, yogurt, loại. Ở đây bánh nữa, thích bánh lắm cả nhà. Ở đây là chi táo, rất là nhiều thứ, trái cây, đây luôn, bày đẹp không các bác? Chi này ngon lắm luôn, thích ăn chi. Bánh nữa, bánh mì các thứ.
luôn nè. Đây nè, đồ ăn nhiều chưa? Đây là sản đồ ăn của châu Á, thì là cơm chiên, lẩu hấp cũng ăn, xong đang cơm chiên, cơm chiên là cái bánh này giòn giòn lắm. Đá bào nhá, mình muốn uống cà phê đá bào đó. Còn đây mấy cái cốt xe của họ này, họ trưng mấy cái trái bầu bầu hồ lô này, đó. Chưa tỏi họ có những cái phong quán này đây. Rồi đây là nhiều món ăn khác nữa, đây là khoai tây, cũng khoai tây họ làm thành những cái miếng họ chiên nè, họ chiên nè, dân ở đây họ khá dễ chịu, ngon khát kem ấy đó. Đây là kem chuối chiên trứng, các số phần ăn của họ đây có trứng nhiều. Đây là các cái mùi vị này, họ rôm dừa các món. Rất nhiều món muốn ăn thì là họ tự làm cái khen khét cái gì vừa sẵn sàng luôn, muốn phải nhớ luôn. Đó, có những chỗ là mình lấy đồ cho họ xào cho mình ăn thì mình lấy họ xào cho mình, đây là cái gia vị của họ xào lên. Good morning. Morning. Oh, we'll make the pancakes on the egg. Omelette. 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 Yeah. Friday. Wow, they look yummy. Đó, đây anh này anh nấu. Hola, ¿cómo está? Đây có nhiều đồ ăn nữa. Đấy, họ nấu những cái gia vị mình muốn thì họ bỏ vô. Cho mình thì ăn đã không có phải là mỗi lần mình tới nhà. Xin chào mọi người. Ok, thank you so much for cooking. Yeah, thank you. Ok, xin chào mọi người nha, bye bye.